xin chào các bạn chủ đề hôm nay tôi đoán thẳng là có rất nhiều bạn trẻ quan tâm đúng vậy một chủ đề rất quen thuộc phù hợp với các bạn sinh viên sắp ra trường đi sinh việc chủ đề mang tên là làm sao để nổi bật trong mắt nhà tuyển dụng cái điều quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh trong tập podcast này là đây không phải là một cái podcast hướng dẫn các bạn đặc biệt là các em nhỏ các viết TV từ a đến z hay là tất tận tật về phỏng vấn thì nếu như mà các bạn hay các em muốn tìm những cái tiếp bí quyết viết cv hay hay phỏng vấn làm sao đó thì các bạn có thể tìm rất nhiều trên các trang mạng uh, chuyên về tuyển dụng việc làm job hunting thì trong tập hôm nay tôi chủ yếu chia sẻ những quan điểm quan trọng có lẽ là một vài điểm quan trọng khi mà các em làm cv hoặc đi phỏng vấn Ờ, mình làm cho nhà tuyển dụng cảm thấy thích thú và người ta muốn nói chuyện với mình nhiều hơn và những cái yếu những cái yếu tố này nó sẽ giúp cho các em có thêm những cái lợi thế cạnh tranh à, đối với những ứng viên khác bây giờ tôi sẽ đi vào từng phần ha đầu tiên á, nói về việc các bạn trẻ ra trường sinh việc thì có một vài cái lời khuyên nho nhỏ cho các em thì để chuẩn bị apply xin việc á, mà có được cái tỷ lệ thành công cao thì tụi em nên thứ nhất đó, là biết mình có gì và hiểu mình muốn gì thì cái này rất quan trọng nha. tại vì uh, cổ nhân sư có câu nha, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. thì nếu như mà các em đi xin việc với một cái tâm thế là chúng ta chuẩn bị đầy đủ về mặt thông tin, uh, về cái uh, kỳ vọng, cái mong muốn thì cái tỷ lệ thành công bao giờ nó cũng sẽ cao. vậy thì đầu tiên hết. á là các em sẽ phải làm một cái SWOT cho bản thân. nhắc lại chút xíu SWOT, quy tắc của bốn từ Strength, Weakness, uh, Opportunities and Threat là điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức. cái sơ đồ SWOT này á nó sẽ cho các em hiểu được bản thân hơn, mình mạnh cái gì mình yếu cái gì, nó rất là quan trọng. thì để mà mình biết được mình yếu cái gì á thì tốt hơn hết là mình nên nhờ người thân như ba mẹ À, anh chị, thầy cô, bạn bè nhận xét về mình. Tại vì đơn giản, mình tự nhận xét về mình đôi khi chúng ta hay bị một cái gọi là những cái thiên thiên kiến và đôi khi chúng ta rất là cảm tính, nó không có khách quan. Thì những người khác nhìn vào á, người ngoài á thì họ sẽ có một cái góc nhìn họ khách quan hơn, họ đôi khi họ khắc khe hơn. Thì cái khắc khe cũng là cái tốt. À, chúng ta nếu như chúng ta gặp quá nhiều lời khen mình thì đôi khi nó cũng không hay. lời à, khen cũng sẽ cho mình thêm tinh thần, cho mình thêm động lực. tuy nhiên nó sẽ không mang lại lợi ích nhiều. À, khi mà chúng ta Thật sự chúng ta muốn hiểu về bản thân mình, mình muốn cái gì mình cần cái gì, thì bên cạnh những à, cái người thân người quen, à, ba mẹ thầy cô bạn bè, thì à, nếu như các em nhờ được những cái anh chị mà làm chuyên cái mạng HR hay là hiểu mình resort Nhân sự Thì các em cũng nên nhờ các anh chị đánh giá về mình ha Tại vì ở góc độ Vì cái người mà đi tuyển dụng thì họ cũng sẽ có góc nhìn riêng Và tụi em lắng nghe Cái góc nhìn đó Nó cũng rất là thú vị cho mình Thì để cho mình có nhiều cái góc nhìn Đa diện ra Thì bao giờ cũng tốt hết Cái tiếp theo là cái cơ hội về thách thức Thì cơ hội thách thức á Để em hiểu được á em hiểu được cái cái uh, hai cái uh, uh, cái điểm này á thì uh, tôi khuyên là các các em nên tìm đọc những thông tin về kinh tế xã hội về công nghệ về xu hướng phát triển trong tương lai của thế giới cũng như là của đất nước chúng ta đang uh, đang sống hiện tại thì cái việc mà chúng ta đi tìm hiểu những thông tin này á nó rất là có lợi uh, tuy nhiên á thì nó cũng không quá quan trọng đặc biệt là cho những bạn trẻ mới ra trường đâu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó vẫn có lợi về sau, tại vì các bạn hiểu được những vấn đề này thì cái con đường thăng tiến của bạn sẽ đi xa hơn rất là nhiều. Vì chắc chắn rằng trong tương lai bạn cũng sẽ phấn đấu lên những cái vị trí quản lý, manager. Thì cái người quản lý, manager không thể nào thiếu những cái góc nhìn tổng quan về thị trường, về tình hình kinh tế xã hội. À, thành ra nếu có cơ hội thì tôi khuyên các bạn vẫn nên tìm hiểu. Còn nếu chúng ta không có nhiều thời gian thì chúng ta cứ tập trung hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của mình là rất tốt rồi. Thì đó là về SWOT. Á. Cái điều tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ đó là chúng ta phải tìm hiểu kỹ những thông tin mà chúng ta đang ứng tuyển. Thì nó một cách cụ thể là chúng ta phải đọc kỹ, rất kỹ cái mô tả công việc. À, tiếng Anh gọi là Job Description. Thì à, thường á, các bạn sinh viên hay lơ là cái chuyện này các bạn đôi khi các bạn không đọc kỹ các bạn chỉ xem cái dòng gọi là yêu cầu thôi mà chúng ta không có chịu xem những cái phần mô tả những cái công việc mà các bạn được yêu cầu làm khi mà được được chấp nhận á thì cái điều này là một cái điều không tốt ha do là chúng ta không nắm kỹ thông tin thì khi mà chúng ta đi phỏng vấn gặp những cái anh chị quản lý hay những anh chị nhân sự thì chúng ta sẽ bị chật chật rơn chúng ta bị ọt rơi chúng ta không có hiểu là chúng ta đang apply vị trí nào tôi khuyên là các bạn nên đọc kỹ cái mô tả công việc bên cạnh đó là để tăng thêm cái lợi thế cạnh tranh thì các bạn nên tìm hiểu thêm những thông tin về công ty ví dụ như bạn lên website công ty bạn xem nè bạn xem những cái sản phẩm mà công ty đang bán nè à, những cái thị trường mà công ty đang đang hoạt động nè rồi những cái hoạt động trước đây công ty đã triển khai ví dụ như hoạt động về uh, corporate responsibility, trách nhiệm xã hội nè. Rồi uh, những cái hoạt động xã hội bên ngoài, những cái hoạt động truyền thông vân vân. Rồi song song đó đó, các bạn lên trên những cái social profile của công ty ví dụ như Facebook, LinkedIn để hiểu thêm cái cách mà công ty tương tác với lại khách hàng, tương tác với lại các bên, đối tác khác thì chúng ta càng hiểu nhiều chừng nào thì sẽ có lợi chừng đó. Thật ra thì tôi nghĩ bạn càng biết nhiều bạn càng tốt. Nó không hề phó một cái gì đó gọi là hại cả. Thành ra là bạn nắm càng nhiều thông tin thì bạn sẽ càng có lợi so với các ứng viên khác. Và đương nhiên là cái cơ hội cho bạn nó sẽ mở rộng ra. Bản thân cái người tuyển dụng nó họ cũng rất là thích trao đổi với bạn bởi vì các bạn có chiều sâu, các bạn có sự tìm hiểu, có sự proactive, chủ động trong cái vấn đề mà xin việc thì sau khi mà các bạn đọc những cái thứ đó đó các bạn đọc hết những cái mô công việc các bạn đọc yêu cầu các bạn đọc những cái kỹ năng cần thiết đó, thì nếu như mà các bạn thấy mình đầy đủ thì cứ mạnh dạng apply đừng sợ gì cả ha chúng ta không có gì để mất còn nếu như mà các bạn, bạn chưa có tự tin thì có thể nốt lại những cái điểm nào mà chúng ta cảm thấy chưa mạnh chưa giỏi nốt lại ghi chú lại sau đó chúng ta sẽ có cái kế hoạch chúng ta cải thiện những cái điểm yếu này và chúng ta tiếp tục học LINE lần sau tôi nghĩ rằng các bạn nên kiên trì theo đuổi đến cùng thì cái này nó dẫn đến cái câu chuyện là nó sẽ giúp cho chúng ta bỏ đi được cái tư duy chúng ta rải cv khắp nơi cái điều này đối với tôi cá nhân nha quan điểm cá nhân của tôi tôi không có thấy cái chuyện này là một cái chuyện đáng nên làm bởi vì ta nghĩ đi chúng ta dùng một CV cho tất cả các công việc hay tất cả các công ty thì nó không hề có một cái sự chuẩn bị đầy đủ tại vì nếu như ta hình dung nộp 10 công ty thì bắt buộc các bạn phải đi tìm hiểu 10 công ty này 10 cái thông tin của công ty này 10 thông tin tức là bạn cũng sẽ tìm hiểu về thị trường và tìm hiểu về sản phẩm và tìm hiểu về đối thủ bạn tìm hiểu về những cái hoạt động công ty đã làm trước đây chúng ta không có một cái sự gọi là tùy chỉnh theo từng cái vị trí thì chắc chắn rằng bạn không có một cái trọng tâm thì rất dễ có khả năng là chúng ta sẽ bị loại và những cái người dân sự khi thấy những cái cv như vậy á thì họ cũng sẽ không có happy họ không đánh giá cao và đương nhiên là họ cũng sẽ nói nhau nghe như vậy thì bạn vô tình bạn tự đặt mình vào một cái thế gọi là bất lợi rồi cho nên là tôi nghĩ rằng các bạn không nên ha không nên làm cái chuyện này đối với phần cv chúng ta sẽ ghi cái gì thì để chuẩn bị cho chiếc CD vừa vặn chỉnh chu á Thì tôi khuyên các bạn nên á Cố gắng nghĩ ra những con số Những con số định lượng cho từng công việc Mình đã làm trước đây Tức là những công việc trước đây mà đã làm Cố gắng nghĩ ra những cái kết quả bằng con số Và ghi vào CV Để thuyết phục nhà tuyển dụng hơn Tức là làm cho con số biết nói Hay chúng ta đang gọi là Storytelling Cái công việc của mình hơn là chúng ta chỉ gặp đầu dòng cái tân đi chúng ta làm những cái công việc gì thật ra thì hầu như cái này ai cũng ai cũng hay hay bị là chúng ta cứ ghi lại những cái việc chúng ta làm thôi tuy nhiên cái hay cái hay mà cũng là cái nổi bật một cái điểm khác biệt đó, là chúng ta sẽ ghi lại cái kết quả chúng ta đạt được ở à, ví dụ ha bạn làm công việc trước đây là bạn chạy quảng cáo chẳng hạn đi thì bạn chạy quảng cáo sau khoảng 3 tháng bạn đạt được cái tỷ lệ nhấp chuột bạn đạt được cái tỷ lệ hiển thị bạn đạt được cái 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 phần trăm tỷ lệ chuyển đổi vân vân bao nhiêu thì bạn ghi thẳng xuống cv thì khi mà bạn apply vào vị trí tương tự thì cái người tuyển dụng và đọc người ta cảm thấy thuyết phục và người ta tin hơn là những công việc bạn ghi chung chung ở chạy quảng cáo rồi lên chiến dịch là làm content đó chính là cái điểm các bạn nên tập trung rồi thì tại đây á, sẽ có bạn thắc mắc là Em chỉ đi học thôi, em chưa có cái kinh nghiệm thực tế Thì không biết nên ghi tạo CV những gì Thì đối với tôi ha, tôi nghĩ rằng đó, Em nên show được những cái dự án, những cái hoạt động mà em đã tham gia ở trường Thì về cái phần này á thì Các bạn nào đang còn đi học Thì tôi khuyên là tụi em tham gia nhiều cái hoạt động vào Thì để làm cho CV mình nó đẹp hơn và chất lượng hơn hơn là cái chuyện mà chúng ta không có gì để ghi thì thật sự ra mà nó thì không có gì để ghi thì rất là uh, kinh khủng tại vì nó mình phải chế ra mình phải xào nấu lên thì cái điều đó thì đều, đều không tốt luôn cho nên tốt nhất là chúng ta cứ tham gia thiệt là nhiều để chúng ta có chất liệu để chúng ta có thể bỏ vào cái cv của mình khi mà ra trường ví dụ em tham gia một cái sự kiện trong trường giả sử như em một thành viên tổ chức một cái cuộc thi marketing cho toàn trường và cái cuộc thi đó nó tổ chức cho khoảng tầm 2.000 sinh viên các ngành tham gia thì em tham gia trong trọng em sẽ ghi là kết quả em mang được là có thể uh, đăng bài truyền thông thu hút được khoảng 10.000 tương tác chẳng hạn thì mình cố gắng mình đưa ra những con số định lượng cho những cái dự án về tham gia thì tôi nghĩ nó sẽ thuyết phục hơn rất nhiều và trong cái phần CV này cái điều mà quan trọng nhất tôi muốn khuyên các bạn đó là hãy trung thực be honest đừng nói khống, đừng nói quá sự thật. Chắc chắn bạn sẽ bị phát hiện khi mà gặp những các anh chị chuyên gia nhân sự hay là quản lý lâu năm. Thì khi mà bị phát hiện ra là mình nói khống, nói nói sai sự thật ấy, thì lúc đó mọi công sức mình xây dựng sẽ đổ sông đổ biển. Thậm chí mình có thể vào cái danh sách đen của hồ sơ nhân sự sau này. Thì khi mà bạn vào và xem danh sách đen rồi thì bạn rất khó đi xin việc ở các công ty khác và cái phần cuối cùng đó là phần phỏng vấn thì uh, khi mà chúng ta đến những cái cuộc phỏng vấn thì chúng ta nên chuẩn bị cái gì bên cạnh cái việc mà các bạn đến công ty điểm hẹn đúng giờ các bạn chuẩn bị đầy đủ tâm lý uh, sức khỏe về tinh thần vân vân thì các bạn cũng nên chuẩn bị cho mình một cái danh sách các câu hỏi bạn sẽ dự định hỏi cái chuyên gia phỏng vấn của mình à, vì sao mà tôi nói những câu hỏi này nó lại quan trọng ha và vì sao phải chuẩn bị thì nó đến từ một cái thực tế là những cái bạn trẻ đặc biệt là những bạn sinh viên ra trường á thì hay có cái tâm lý là thụ động nhà tuyển dụng họ cái gì mình đáp vậy thôi chứ mình ít ai mà mình dám hỏi lại hay là đặt câu hỏi ngược lại với nhà tuyển dụng lắm nhiều khi các bạn nghĩ như vậy là nó sổ sàng nó kém duyên vì bạn thách thức cái người phỏng vấn mình thực ra với tôi á, tôi nghĩ lại như thế này nè, mình đi xin việc thì mình đặt mình với lại nhà tiến dụng ngang nhau, mình đi xin việc thực chất là mình đang đi trao đổi giá trị giữa hai bên, bạn bán sức lao động và nhận lại thù lao chính là tiền lương. Đồng thời người mua hay là nhà tiến dụng có được một người nhân viên, một nhân sự chất lượng. Cho nên cái việc mà hỏi cái việc mà bạn hỏi nhà tiến dụng nó thể hiện được cái sự Uh, chủ động tìm hiểu và mình tự tin chứ không phải là mình đi vào cái thế là uh, đi xin đi năn nỉ người ta cho mình làm đâu phải vậy tại vì nói như, nếu như mà mình năn nỉ mình đi xin người ta cho mình làm thì rõ ràng nó không phải là còn một cái cái việc trao đổi nữa mà giống như kiểu mà xin cho nhiều hơn thì cái điều đó nó sẽ không tốt ha thì tôi nghĩ là các bạn sinh viên mới ra trường thì đa số các bạn uh, tâm lý các bạn cũng chưa gọi là vững vàng các bạn uh, cũng không biết hỏi gì thì tôi gợi ý một chút xíu là cái câu hỏi chúng ta có thể hỏi xung quanh cái sản phẩm của công ty đang kinh doanh chúng ta cũng có thể hỏi về cái tình hình kinh doanh của công ty uh, trước đây cái thị phần mà công ty đang nắm giữ sau với đấu thủ hoặc là mình hỏi về những định hướng của công ty trong năm tới 10 năm tới mình có thể hỏi về lộ trình thăng tiến là khi mình làm ở đây thì cái lộ trình nó như thế nào rồi mình hỏi về cái những cái hoạt động bên ngoài công việc bên ngoài giờ làm việc ví dụ như team building, workshop rồi những cái sự kiện vân vân cũng có thể hỏi về chính sách về đào tạo nhân viên đào tạo nhân sự những cái phúc lợi mà mình có được thì cái việc mà đặt câu hỏi á nó sẽ giúp cho hai bên thực sự hiểu được cái kỳ vọng mong muốn của nhau thì tất cả nó sẽ nhằm đưa tới một cái kết quả giao dịch win-win. Hai bên cùng thắng, hai bên đều có lợi, chứ không có bên thiệt, bên lợi. Rõ ràng là như vậy ha. Thì tôi cũng uh, chân thành chia sẻ một câu chuyện của bản thân mình cách đây khoảng uh, có lẽ là 10 năm về trước, khi tôi vừa tốt nghiệp xong đại học. Tôi apply cho một cái chương trình Management Trainee, quái trị tập sự của tập đoàn Nestle thì tôi đã pass cái dòng CV, cái vòng uh, test tiếng Anh, IQ và cái vòng viết luận. Thì tới vòng 3 tôi được uh, phỏng vấn với lại những anh chị nhân sự. Thì uh, khi đó anh chị nhân sự hỏi tôi một câu: "Định hướng của bạn 5 năm là gì?" Thì tôi rất là hồn nhiên, vô tư. Tôi trả lời thẳng thắn như thế này: "Dạ, 5 năm, năm nữa em sẽ kinh doanh đi." Thì uh, sau cái câu trả lời đó đó cái anh chị nhân sự đó cũng hỏi tôi vài một hai câu đó thôi Và kết thúc Thì sau một tuần tôi nhận được một kết quả Tôi... tôi fail Thì bên đó chỉ nói đơn giản là uh, Bạn phải phù hợp Hẹn gặp lại bạn uh, lần sau Thì lúc đó thật sự đó tôi không biết là tôi rớt vì lý do gì uh, Mãi sau này Mình mới biết rằng đó là Mình rớt Bởi vì mình nói câu Sau 5 năm tôi sẽ đi kinh doanh riêng thì rõ ràng không ai không một công ty nào nhận bạn và cuối cùng đào tạo bạn xong để bạn đi đúng không rõ ràng người ta không muốn như vậy thì đó chính là một cái bài học thì tại đây tôi cũng muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ nếu như mà tụi em vào những cái buổi phỏng vấn đó tụi em cứ mạnh dạng tự tin thể hiện là chính mình lỡ chẳng may nếu có trượt thì những cái đó nó sẽ làm có bài học cho những cái lần phỏng vấn lần sau tốt hơn cái quan trọng là khi mà em trượt em cố gắng nhìn ra cái lỗi của mình ở đâu và tại sao mình lại bị trượt em có thể hỏi bạn bè hỏi những anh chị nhân sự hỏi thầy cô những cái người có kinh nghiệm giải thích cho em và em sẽ dựa vào đó cho những cái lần phỏng vấn lần sau mình làm tốt hơn nha chứ không phải là mình bị trượt một hai lần cái mình mãn mình bỏ cuộc Thật ra cái gì cũng cần sự chuẩn bị cả nếu như mà em chuẩn bị kỹ những cái thứ mà tôi nói lúc nãy thông tin thái độ những cái điểm uh, quan trọng trong CV rồi uh, những cái câu hỏi thì tôi tin cái khả năng thành công sẽ rất là cao và điều dặn dò sau cái buổi phỏng vấn thì mình đừng quên bắt tay cái người phỏng vấn mình và mình cũng nở nụ cười thân thiện với họ mình hỏi lại thời gian khi nào mà họ trả lời kết quả tuyển dụng. Và kèm theo là chúc sức khỏe. Mình có thể xin contact của các anh chị tuyển dụng để sau này mình có thể giữ uh, liên lạc. Nếu không có duyên làm đồng nghiệp thì có duyên là bạn bè. Biết đâu mình có cơ hội hợp tác trong tương lai. Rồi đến đây thì podcast này cũng khá là dài rồi. Hôm nay tôi nói hơi nhiều, chắc cũng khoảng tầm hơn 20 phút mong là những cái chia sẻ này sẽ giúp cho các bạn các em chuẩn bị tốt cho chiếc cv của mình và những buổi phỏng vấn sắp tới sẽ thành công hơn mong đợi và lời nói cuối cùng á đây cũng là chỉ là những quan điểm cá nhân của tôi dựa trên những cái trải nghiệm trước đây của mình có thể hợp với một số bạn cũng có thể là không nếu các bạn các em có những cái thắc mắc hay phản biện gì cứ thoải mái comment vào bên dưới video này hoặc cái podcast này ha tôi sẽ xem và trả lời các bạn. hẹn gặp lại cả nhà trong các chủ đề tiếp theo và lời cuối nếu cả nhà thấy tập podcast này có giá trị xin cả nhà cứ thoải mái chia sẻ cho những người thân yêu của mình để lan tỏa những điều ý nghĩa đến cho nhiều người hơn nữa.